chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hệ thống Đào tạo Thẩm mỹ MGK. Cô tên là Quy Nguyễn, hiện cô đang là giáo viên bộ môn Makeup của Hệ thống Đào tạo Thẩm mỹ MGK. Ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bước mà đánh nền cơ bản nhất. Bạn nào đang theo dõi kênh YouTube lần đầu tiên thì hãy nhanh tay nhấn subscribe và chuông để nhận những thông báo mới nhất của Hệ thống Đào tạo Thẩm mỹ MGK nha. Bước đầu tiên không thể thiếu là chúng ta sẽ làm sạch da mặt trước khi mình đánh nền nha, để cho mình có một cái lớp nền mịn màng, không sần sùi ha. Cô đang sử dụng tẩy trang để mình làm sạch bụi trên da. Nhớ khi mình lau là mình nâng cơ da mặt lên để da mặt không bị chảy xệ. Lau kỹ vùng hai bên cánh mũi. Sau khi đã làm sạch da thì bước tiếp theo là mình sẽ xịt khoáng để làm sạch da lại một lần nữa nha. Xịt khoáng các bạn có thể xịt trực tiếp lên trên mặt hoặc là xịt lên bông tẩy trang rồi mình lau lại. Sau khi da đã được làm sạch thì bước tiếp theo mình đi đó là cung cấp độ ẩm cho da. Thì cô sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm để mình cung cấp độ ẩm và độ nước cho da, để giúp cho mình có một lớp nền mịn màng hơn. Cô sẽ tan đều trên da. Những vùng nào trên da mình bị khô thì mình sẽ đi kem dưỡng ẩm nhiều hơn để cung cấp độ ẩm cho da. Nhớ là các bạn đi kỹ vùng cổ. Nhiều bạn hay quên vùng cổ mình không có chăm sóc. Mình massage nhẹ nhàng cho kem dưỡng thẩm thấu vào da. Sau khi đi xong kem dưỡng thì bước tiếp theo sẽ là kem lót. Hôm nay cô sẽ sử dụng kem lót kèm dầu. Kem lót thì có rất là nhiều loại, thì các bạn nên chọn những loại kem lót nào phù hợp cho da. Kem lót có nhiều loại như là kem lót kiềm dầu, kem lót dành cho da thường, kem lót dành cho da khô. Thì hôm nay cô sẽ sử dụng kem lót kiềm dầu. Mình sẽ dùng bông mút để mình đi đều lên trên khuôn mặt. Kem lót sẽ làm một lớp bảo vệ trước khi mình đánh nền. Cô đã đi xong bước kem lót. Tiếp theo là bước sẽ che sắc tố da. Thì mình sẽ xem trên khuôn mặt của mình có những cái chỗ nào mà nó không tiệp với màu da của mình. Thì trên khuôn mặt cô vùng thâm và những nốt mụn đỏ, cô sẽ che nó đi và sẽ làm tiệp lại màu da. Thì đầu tiên là cô sẽ dùng màu cam để cô che quầng thâm mắt. Sau đó mình sẽ dùng bông mút để mình dặn đều ra. Tiếp theo cô sẽ sử dụng màu xanh để che những nốt mụn đỏ. Thì cô sẽ sử dụng cọ để mình che những cái nốt mụn này. Mình nhớ là chỗ nào có khuyết điểm thì mình mới che nha, tránh nhỏ ngay cái khu vực có khuyết điểm thôi.
Sau đó ta sẽ sử dụng kem che khuyết điểm để mình đi lại những cái chỗ khuyết điểm này, để cho cái màu cam và cái màu xanh nó sẽ chìm xuống phía dưới. Khi mà các bạn đánh nền thì sẽ không có bị nổi lên trên, thì rất là khó xử lý. Sau khi cô đã làm tiệp màu da trở lại màu da như ban đầu thì tiếp theo là cô sẽ tới bước đánh nền, bước kem nền. Thì ở đây cô có hai tông màu, là tông màu trắng sáng và một tông màu phù hợp với làn da châu Á, là màu tự nhiên. Thì da cô sẽ sử dụng màu tự nhiên. Thì kem nền, những bạn mới bắt đầu makeup thì cô nghĩ là mình sẽ sử dụng cushion, phấn nước, dạng phấn nước thì sẽ dễ dàng hơn cho những bạn mới bắt đầu. Cô sẽ sử dụng một cây cọ dẹp để cô để mình đi nền lên trên mặt. Sau đó mình sẽ sử dụng bông mút để mình tán kem nền ra. Lưu ý một điều giúp cô là khi mà mình apply kem nền lên trên mặt thì mình apply chỗ nào thì sau đó mình sẽ dặm liền ngay chỗ đó. Tại vì kem nền nó có một đặc điểm là nó rất là nhanh khô. Khi mà các bạn để kem nền khô quá lâu mà các bạn lúc đó các bạn mới tán á, thì sẽ rất là khó khăn. Khi mình dùng bông mút á, thì mình sẽ dùng một cái lực nhất định để mình dặm đều. Lưu ý một điều giúp cô là trước khi mà các bạn dùng bông mút để các bạn tan trên da thì mình sẽ xịt một lớp khoáng để cho bông mút có độ ẩm, và khi đó thì mình dễ dàng tan đều trên da hơn. Nhớ là mình dùng cái đầu nhọn của bông mút mình đi vào những cái vùng cánh mũi, những cái vùng mà khó đi. Cô đã hoàn thành xong bước nền. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ che khuyết điểm. Thì che khuyết điểm là mình sẽ che lại những cái vùng mà khi mà mình đánh kem nền lên thì khuyết điểm nó vẫn còn hiện. Cô sẽ đi một tí ở vùng mắt. Khi các bạn apply cái che khuyết điểm lên đó, thì mình sẽ đi ở dưới cái vùng mí mắt một tí xíu, để khi mà mình tan ra như gì mình sẽ blend nó lên trên. Cô đã hoàn thành xong bước kem nền. Bước cuối cùng của bước nền sẽ là bước phấn phủ, để mình kìm dầu, mình hút phơ hết cái kem nền để cho mình có một cái lớp nền nó mịn màng hơn. Cô sẽ dùng một cây cọ tròn. Thì phấn phủ nó có hai loại, một loại dạng bột và một loại dạng nén. Thì hôm nay cô sẽ sử dụng loại dạng bột.
để giúp kìm giàu hơn. Cô sẽ dặm nhẹ trên khuôn mặt. Vậy là cô đã hoàn thành xong bài chia sẻ hôm nay, là cái bước đánh nền để cho mình có một lớp nền mịn màng, tươi tắn. Bạn nào yêu thích video này thì nhanh tay nhấn like hoặc là share để ủng hộ cô nha. Hoặc là bạn nào có thắc mắc gì thì mình comment ở phía dưới, cô sẽ trực tiếp giải đáp. Hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.